Lạnh tên rồi. Chào mọi người. Chào cả nhà. Luôn chào mọi người. Chào cả nhà. Mọi người thì hôm nay thì có một anh tài trợ cho anh em mình trứng với tiền chơi một cái trò chơi, mà trò chơi này thì không biết thì mấy ông này không biết sao thì không biết tùy thôi nha. Thì giờ là ở đây có một chục cái trứng vịt. Đây là trứng gà. Tấn ở lụng gà. Trứng gà. Anh Tấn ông tài trợ cho một chục cái hộp vịt với 500 ngàn anh em chơi trò chơi. Này này không gà. 10 cái hộp gà. 10 cái hộp gà thì trong đây có 6 cái hộp gà đã luộc rồi. Còn 4 cục gà chưa luộc. Thì anh em mình sẽ chơi chia đội ra. Chia đội không, không cho đội, cứ cho lẻ đi. Chơi lẻ. Ở anh em chơi lẻ. Ai trước làm trước. Rồi bây giờ là 4 anh em mình bảo sẽ u sùm. Ừ. Người nào con nhất, nào đi trước? Ai nhất nhất là đi trước. Ừ. Người nhất đi sau. Chốt. Thằng bé phải đi trước nó tự tử đó mà. Sự chậm á, là kêu mình tự tử với mình đó. Chứ nghĩa là trong đây là có 6 đây là chục trứng con người. Nó được 6 trứng luộc rồi. Quyền lợi đó. Và 4 trứng chưa luộc. Nếu mà ai chọn ngay cái trứng chưa luộc mà đập vô chát, tự đập vô chát. Nếu mà trứng đó bể mà sống thì người đó bị loại trực tiếp loại liền luôn. Trực tiếp luôn. Còn nếu mà ngay được cái trứng chín thì được quyền ăn cái trứng ở tại chỗ và vô vòng trong. Trời trời sao ông lại. Có nghĩa là được 500 ngàn từ anh Tấn tài trợ. Cảm ơn Tấn nha. Mình tài trợ Tấn cũng tài trợ cho anh em chơi một cái trò chơi rất là đẹp. Rồi. Rồi bây giờ anh em mình về chơi nha mọi người. Vâng, chơi bây giờ trước tiên là vậy đấy, là em sẽ đổ 10 cái trứng này ra cái đây nó đây đặt lên vậy nè, nó cái này nó cao nè này không thấy đó không đó cho mình ngồi hết đây, hai người đấu ngồi thôi, hai người kia ngồi dưới. Đó hai ông đấu trước đi, quên bao mà chưa bao mà không biết ai đấu. Bây giờ Lộc sẽ đổ trứng ra wow. Thôi bây giờ đây đổ cái này là muối mình để sau đi, chưa có ăn chưa ăn đập rồi ăn. Giờ không đụng vô nghe. Không có đụng vô. Nó cho làm đau lăn đi. Nó chứ nào bị ướt cái chứ. Sao? Thôi giờ à làm đó. Bây giờ u hết đi. U hết. Ô bị mớp hết. Mớp bị mớp mình không tính. Wow. U nè. U. Thôi bây giờ để bỏ cái chiếc này ra đi. Mới bỏ ra đi chút tao cũng không nha. Nó bị bể mọi người là bị phát hiện rồi. Đột bể rồi. Để nguyên nguyên bên bên đây đi. Rồi bây giờ u. 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 Em nhất rồi, em đi chốt. Quá đã. U. Chùm. Chùm. Ba. Ông đi trước đó. Ông đi. Bây giờ 500 ngàn thì sẽ phân ra, nếu mà hai nếu mà thắng cuối cùng, người cuối cùng á, người thứ nghĩa là ai mà đập cuối cùng mà không bể á, khỏi để vô luôn. Không có được quyền đụng ăn. Có cả nhà làm chứng không có được quyền đụng. Dạ là muốn chọn cái nào chọn rồi đập vô đầu anh. Ừ. Đập ên mà cái trứng sống á thì lậu luôn. Ừ. Ra ngoài vòng ngồi chơi. Trời ơi. Cho ngồi coi thôi chứ không có lục là gì nữa, không có lửa nha. Ừ. Đây có cái nhà làm trứng. Nha. Ừ. Tôi khoan chưa rồi. chưa có cái vụ ấy nói. Khoan quê cái này luôn vậy. Con trứng này nó khô chơi cũng được, chứ nó khô mới được. Đang chơi mới được. Đây mấy trứng luộc nó khô chơi rồi nè. Cái trứng không luộc nó còn ướt. Lỗ chơi tôi biết rồi. Nó vô lao đi. Lao. Thì giờ anh em mình sẽ của xanh ba làm gì sẽ chi dưới chặt. Giờ hộp vịt thì anh em mình sẽ làm cho nó khô với lại che lại. Xây cho nó khô. Để cháo vào đường cả nhà. Thì ở đây có 500 ngàn nè mọi người. Đó. Thì nhất có nghĩa là người cuối cùng mà đập cái trứng mà nghĩa là không bị trứng thì sẽ được 300. À. Còn nhì là 200. Cái nhì 200. Còn hai người kia bị lậu kia là không được động nào. Nhưng mà đặc biệt dây, nếu mà người nhất người nhì thắng thì phải chích mỗi người 50 ngàn mua đồ cho ăn. Hai người thua ăn. À, được không? Đúng rồi, đúng rồi. Rồi vô. Bây giờ chơi ha, bây giờ ông túi đi trước. Ừ, ông túi đi trước để xem cái nước nè. Đó, quay đi. Rồi, giá áo qua luôn. Rồi, giá áo qua luôn. Rồi, đập. Nó bể mới chịu quá. Bể mới chịu. Giờ biết sao chín. Rồi, vậy chín rồi. Chín rồi, ăn luôn. Đó, em muốn gà. Tôi chắc tư kìa. Ông tư quên à. Cái đó đó đụng chín rồi mọi người. Con này. Ừ. Miếng chim đúng. Nè. Con tư. À. Ăn hết hả đập chứ. Đập quá hả nè. Người ăn. Đập đi. Ăn. Ăn đập đi. Tiếp rồi.
Rồi, chết mẹ rồi, tiêu mà còn thua nữa. Chết rồi, tên ba. Chết rồi, tên tùng chặt. Tên ba đó. Leo xuống cho ba ra lên. Chết mẹ, tôi biết lấy nào đây. Đây rồi, đây, lỗi rồi. Lỗi rồi. Trời ơi, khổ quá cả nhà. Chụp vô là lụm nha. Chụp vô là lụm á. Ủa, chính mà chính chưa tới. Còn phải không nào. Quải lụm nào. Chết này, chắc tôi tiêu quá. Tiêu rồi. Giờ ở đây nhìn vô thấy tiếng đâu cả. Mà cái nhà dùng luôn. Tiêu quá. Tiêu rồi, hai anh em mình tiêu xem rồi. Không mà cái nhà dùng cũng chân trời ăn ơi. Quên, xin lỗi cả nhà. Rồi. Lạnh tanh luôn. Quá bãi luôn. Lạnh tanh rồi. Rồi hai lạ rồi, còn tao với mày tính cái gì? Tiêu rồi. Mày đi trước, mày đi được, đi kìa. Mày đi trước kìa. Mày đập là cái bọc rồi mày bể ngay trong mấy là tao thua, mày thua luôn à. À nếu mà trời chân sống là đi vòng lại đó nghe. Đó, vòng lại vậy. Còn hai người ta thi đấu nhau nhất nhì không chơi ra vòng ngoài tới sáng luôn á. Chưa tới hết mà. Tao dự kỳ chơi cái tới sáng luôn chưa hết ai ăn nữa. Trời đập đi. Ngồi xuống đây đập đi. Ngồi xuống đây cho tôi đấy. Dài lắm. Vậy ta. Đây. Tao còn có đâu cái gì? Đâu được. Tao rước cậu. Còn ai thi nữa tao đâu còn nữa. Để tao thi với ai nữa? Tập. Nó nhất tao được quyền mà. Sao kỳ vậy ta? Phải rồi. Để thấy vòng như hoài nó hên xui. Hoặc không? Ừ. Đâu thủ chết hết trời kìa. Tôi đấu với ai nữa? Bắt tôi đấu sao được? Em thắng rồi chứ gì rồi. Ngồi xuống đây nè. Tiêu mẹ rồi. Sao mau vậy ta? Mau quá. Tiêu mẹ rồi. Chết mẹ lúc này mình khổ quá đâu á. Khổ quá hả? Còn khổ quá. Còn con trứng sống nè. Lẽ tôi đập xuống bốn trứng này mà con trứng mà đập nó nữa. Mà tôi chặt. Trời ơi đâu luôn em phải chỗ đập luôn. Đập nó nữa chứ đâu. Tôi để đặt trứng sống của tôi ngu nhất à. Ừ. Người đập luôn không? Ừ. Đập để bẻ bộ ủng. Bỏ nó đâu ủng. Nó thi mà sợ ủng. Đập chứ. Ừ. Ăn nó. Ừ. Bỏ ủng không? Trời chết luôn. Quên giải giao vụ quýt hết trứng mà được quên. Không, đầy đủ vô bụng. Rồi, chưa chín mấy nó bị lỡ rồi. Làm sao tính sao? Đạp. Cho thắng ha, mắc đạp. Đạp. Đạp đi. Đạp đi rồi thắng. Đạp rồi thắng không? Ừ. Mạnh nha. Ai rồi đập mềm quá. Đạp. Chín đâu con? Kìa, chín bóng đó đã chín. Cái này chín rồi. Chuyện này là nguy hiểm lắm nha cả nhà. Nó bèo đây nè. Mà nó bị chín tới. À. Đó. Nó là cân là cây. Hay quá cả nhà ơi. Quá là tôi bóc những cái vỏ đi sống đó. Cái nào? Cái vỏ đó đó. Chuyện này sống nè. Cái này sống nè. Cái này sống nè. Cái chín nè. Cái nước nè, nhìn nè. Thấy nè, cái này chín nè. Đó. Đó. Rồi lấy tiền đi mua cái trà đi. Mua đi. Đi mua cái trà chi trời. Biết. Ủa mua lại. Sao? Tự nhiên sao sao biết đâu? Thắng hại ông thắng đi mua. Phải ông thắng đi mua. Mày mà thắng đi mua. Thua đi mua. Mày gì mới vô tao nhất tao ngồi ra ta. Mày ăn gì mày đi đi chứ. Tao buồn nói gì mà. Tao buồn muốn khóc nãy giờ. Mà có hai người thắng hai người thua đi mua. Tào lao bữa nay mấy ông lấy tiền mất tao đi mua cho anh. Tiền ông thắng ông đi mua chứ bắt tao đi mua. Tiền này mấy ông đi mua. Dạ em tao hai em tao quất hết được chứ. Quất hết đi quất đi. Không được, có đó giỡn hoài. Hồi nãy vô kèo rồi hai cái. Cả nhà mà thắng thì đi mua cho người thua ta ăn có 50 ngàn, bạn 200 mà. Rồi cũng ăn chung 4 người luôn đấy nè. Ừ, đi, hàng cháu đi. À, đi đi, nó bỏ túi rồi đi. Đó. Trời, 500. Kêu anh tư quá. Lúc này không có tiền nữa, lúc này phải chồng mẹ đâu thấm đập, ấy đồ chính đập được rồi. Tiêu mẹ ăn khóc không? Có tôi khóc ra ngoài. Không từ khóc. Mắt bị mày mệt. Không mà mày nằm cái bông tàu lao nằm ngay cái mặt tao. mày chết này nè. Chết. Khổ mặt tiêu. Buồn không? Buồn không? Buồn quá ăn chứ buồn. Xong mọi người, ngăn quá. Ừ. Quên giao kèo vậy nè. À, đập hết trứng mới tròn. Không giờ đập cái sao cái giờ chênh nhím vậy rồi. Cái tròn này thì giờ còn 3 hộp nữa nè, đó. Bây giờ đâu hết được. Bữa nãy mình mua 11 trứng là đúng đó. Đúng không? 11 trứng là chu vòng chung kết với chu này nè. Không phải chơi cặp á thì nó hay hả? À, không có đủ luôn. Thôi bây giờ sao mọi người thì video không có đủ. Anh em mình làm nói chung là sống thôi chết vui luôn.
Bây giờ mình, chào mọi người đi. Chào, chào cả nhà. Chơi này cũng không vui vô mà tạm tạm được cả nhà. Không. 500 mỗi túi đi. Em rồi vào những video tiếp theo mọi người. Video này bye bye. Quá buồn à lỗ. Quá buồn. Chào mọi người. Tiếng nào cũng thua.